Có tới đó. Có tới đó. Có tới rồi. Buộc dây anh. Có dây không? Cái dây vào đây. Bỏ vào đây này. Vâng vâng, một lồng kia nữa. 3 lồng nha. 2 lồng. Không giữ được đâu. Buộc, đổ ngay, buộc chẳng này này. Ông chằng rồi kia. Không biết đỡ rồi. Cái sốt tỏ lên kìa. Chợ cho bọn anh ở đây chờ nhé. Vâng. Đấy, đủ cả bò, dê, gà. Còn thiếu chó. Thiếu mỗi hai con chó đây. Thiếu mấy chó. Ok, anh cứ lên trước nhá, xong là chờ em đấy nhá. Vâng ạ. Rồi, yên tâm, có cầm điện thoại mà. Xin chào cô ba anh chị và tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên này. Hiện tại mới có hơn 5 giờ sáng. Đấy, các bác nhìn thấy là ngoài trời vẫn còn chưa sáng. Hôm nay thì anh em mình lại có một cái chuyến hành trình tương đối là xa. Anh em mình sẽ lên trên xã Liêm Tòng của huyện Mèo Vạc để gọi là hỗ trợ cho cha Vincent Phạm. Mà lần trước thì anh em cũng đã lên một lần rồi, cũng có một cái chuyến đồ dành cho nhà em Dũng hai con. Và lần này thì cũng là một cái chuyến đồ từ thiện mà được cha Vincent Phạm gửi gắm cho cháu Công, cháu Đức. Đấy, đó là mua cho bé Nô Tủa ở trên kênh của em núi đá vùng cao những cái con vật nuôi, những cái con gia súc bao gồm có bò, dê, gà, chó. Thì cũng phải chia sẻ thật với cha là cái thời điểm vừa rồi anh em con cũng đi tìm chó rồi, những cái con chó con, nhưng mà cha yêu cầu về màu sắc của con chó thì là cũng không được như ý, nên là anh em con sẽ những cái đấy thì sẽ để sau, để một lúc nào đấy tìm được thì anh em sẽ trở lên cho em Bình, chủ kênh núi đá vùng cao nhá. Thế còn hôm nay thì sẽ chở bò, chở gà, chở dê và chở những cái cánh cửa lên để lắp cho nhà hai bé Nô Tủa. Đấy, bây giờ là trời mới vẫn còn tối om này. Đấy, bây giờ anh em mình đi trên đường, quá trình đi thì anh em mình sẽ ghi lại một cái video ngắn ngắn để mà cho cha cũng như là các bác, các nhà hảo tâm và các bác khán giả có thể xem được nhé. Bây giờ xin mời các bác cùng với anh em mình lên Mèo Vạc. Em chở đúng không? Chở gì anh? Ui, chở mấy con, hai con bò, mấy con dê đấy mà. Xe này. Bây anh tiến lùi đít về đây. Anh ra để cho xe này ra đã. Em đi quay đầu. Cho xe này quay đầu đã. Đường đấy thì chỉ có xe này, chỉ có hai cầu mới đi được chứ còn. Ơi. Có cầu. Lấy cầu. Đây này, kiếm mấy tí nữa mượn tấm ván làm cái cầu cho nó. Dắt trực tiếp từ thùng kia lên thùng này thôi. À, bây giờ là bắt đầu hết cái đoạn đường dễ rồi, chuẩn bị vào đường khó. Nên là chỉ có hai con bò, mấy con dê với lại mấy lồng gà thôi. Và mấy cánh cửa thì anh em mình vẫn phải sang xe, thuê hẳn một cái xe ben này mới đi vào được cái con đường vào nhà bé Nô Tủa các bác ạ. Thế mới thấy là trước đây kênh núi đá vùng cao để mà đi vào được tới nơi để mà chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bé Nô Tủa là phải rất là nghị lực đấy, phải thật sự là những người nhiệt tình thì mới làm được như vậy. Anh em mình đi từ sáng nay là bắt đầu từ 5 giờ sáng mà đến bây giờ đã là 9 giờ rồi. Để bây giờ hành trình vào trong nhà bé Nô Tủa chắc là phải mất đâu đấy khoảng 1 tiếng đồng hồ, 1 đến 2 tiếng đồng hồ nữa các bạn. Hôm nọ là phương án là dắt bộ. Nhưng mà nếu mà dắt bộ có khả năng là phải đến đầu giờ chiều vào tới nơi được. Đấy, bây giờ là sẽ cho hai xe là đấu đuôi vào với nhau. Ok. Cái này cả bò không lên được đâu, phải đi xuống cái cầu đất kia. Lùi ra nhá. Anh lùi đi. Giả lái lại đây. Vừa thôi anh ơi, vừa thôi. Thẳng đây. Kia. Thẳng đây. Đánh lái sang bên lái đi. Rồi, thoải mái đi anh ơi. Ôi. tiến lên tí. Ô, thằng ơi, rồi thẳng đây. Thoải mái đi anh ơi, thẳng đây. Vẫn cao. Cao thật đấy. Cao. Cao đấy. Thôi. Thôi. Cái này đánh được số kia nó thấp tí hay. Này vẫn không trèo vào đâu anh ạ. Không trèo. Cái này mới trèo lên được. Ồ, cao mà. Chắc phải kiếm. Nó đánh ở chỗ này nè. Đánh được. Cái này thì nó càng cao. Kiếm tấm gỗ, tấm ván thì sao một tí lên là nâng cái này lên, là cho nó nâng cái đầu ben lên là thấp rồi. Cái nhà bây giờ mình đi là có này cao thì mình bây giờ nâng lên thế này thôi, mày đi nâng ben lên. Nâng ben lên đó. À, nâng ben lên thì cái này cho nó cái tí là thấp xuống. Cái này vứt ra thì nó cắt vào chân bò ấy. Nếu mà gáy thì gáy thì thôi không. Gáy không sợ vào chân bò. Đúng, vào chân đấy, tí nó cắt chân đấy. Nhưng mà anh em này nó rất là mình đi phải cho nó đảm bảo. Cắt chân đấy, chân bò. Sao phải làm đấy? Cảm không? Nâng ben lên thì tí con bò sợ là trơn, không bám được. Không bám đấy, nhiều cái là nó cắt vào móng chân đấy. Không được. Rồi anh ơi, ôi. Rồi anh em cứ cho xuống đã anh ơi. Cứ cho xuống đã. Không, để nó kê đàng hoàng đã, không mình cứ cho ra. Ra được. Liệu có đứng được không anh? Con bò có đứng được trên kia. Sắp vào kia. Con bò đấy không nhảy. Ôi. Cây mà. Cây. Tăng bẻ. Ôi. Nó đẹp. Ai không đúng lòng về rồi đi rồi. Nâng lên một tí nữa đi để nó đỡ cao lên. Ôi, cửa dính hết phân rồi. Phân rồi đó. Cho cửa cái đấy ra đi. Ra trước. Nâng lên một tí để xếp cái hàng này vào. Cho hàng này ra ngoài cho bò. Từ anh ơi, cẩn thận cộc đầu. Được rồi. Phí đây. Đây anh Khương. Tạm. Đặt. Có mày. Chắc cả một chắc đi. Cái gì nào? Ôi, một chắc kia rồi. Sợ nó đi vào đi. Bỏ cái sợ gì? Cái không sợ nó vào, nó không đập đâu. Con này nó đập đấy, con kia không đập đâu. Từ từ. Lớn này. Cho anh quả trứng. Ôi, quả trứng gà. Cho cả hai con đi. Gà chưa đến nơi đã đẻ rồi. Gà đang độ tuổi đi đẻ mà màu đỏ rực này. Đấy. Quá to luôn nhờ. Còn làm giống này là quá đẹp à. 25 con. Ôi may quá, mày lên nữa. Không, sắp sắp vào dưới. Đâu vào dưới đây. Cho hẳn vào cùng nhau lên, cùng nhau ra ngoài. Nó nhảy được đấy. Từ từ. Bây giờ sắp vào đấy, không là ổn đâu. Lên. Xếp tạm ra đã nhé. Dây buồn hoạt động đi mà được mà. Đúng rồi đó. Mình thấy kia. Dính mỗi một cánh thôi. Lên luôn. Lên rồi. Xếp. Có lên này, trong cái cầu kia lên này. Chắc nặng xuống rồi. Xếp thế thì không có chỗ buộc đúng không? Từ em xem nào. Đây xuống được. Vâng. Xô. Đấy, lê buộc vào đấy. Một tí mình đóng. Không, dây tí nó dây buộc vào đây. Dây buộc chỗ kia vào đây. Để nó dốc nó lại xô xuống. Đây, đây cho đầu đấy lên chứ. Anh ơi, anh giúp em. Mở cái cabin, lấy máy ở trong đấy, máy mấy cái búa vứt lên cabin của em xe tải này. À. Để giúp em. gì buộc đây, đây có đây. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đi theo xe máy theo sau các bạn. Xe ben này chắc chắn là sẽ không thể đi nhanh bằng xe máy vào trong đấy được. Anh em sẽ vào trong đấy chờ trước. Thôi chỉ là tháo nhủ. Anh chủ nhà đâu rồi, cảm ơn anh. Nhiệt tình thật. Anh bọn anh trước về gì? Chưa. Bọn em làm sao đã về được? Thấy về sau nhé. Anh bọn anh đợi đây tí nữa anh em mình về cho vui. Nhá. Đợi ngày mai nhé. Thôi anh về chưa? Ok. Anh ơi. Bọn em cảm ơn nhá. Có gì đâu. Lúc nào hỏi nhau chứ. Dạ. Vâng. Em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu. Lại là tiếp tục vào xóm nhỉ. Vâng. Vâng. Em vào nhé. Vâng, ok. Em cảm ơn anh. Thì anh em xuất phát đi. Chiều thật đấy chứ, đi hàng chục cây số rồi mà. Phải không tin những người đâu. Đấy, hôm nay anh em mình mới có dịp quay cung đường vào nhà hai bé nô tuổi. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi các bác nhá. Đây chỉ mới bắt đầu mà nó đã như thế này rồi. Vào trong kia nó còn khó gấp khoảng tầm vài lần thế này nữa. Thực sự ra mà nói là anh em mình thì hiện tại ở trên Mèo Vạc cũng rất nhiều các anh em làm YouTube kết nối với được rất nhiều các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con. Tuy nhiên thì Hoa Đá Cao Nguyên thì cũng may mắn là được cái sự yêu mến từ tin tưởng từ các bác các nhà hảo tâm. Và đặc biệt thời điểm vừa rồi đây là cha Vincent Phạm, mặc dù anh em mình cũng có chia sẻ rồi là cái quãng đường mà di chuyển từ bên kia lên đây nó tương đối là xa, và anh em mình thì cũng đến thời điểm hiện tại thì cũng có khá là nhiều những cái dự án mà đang được các bác hỗ trợ cho các hoàn cảnh. Nhưng mà vì cha nói là bây giờ cha mong muốn là anh em mình quý anh em mình, nên là muốn anh em mình làm cái gì đấy kỷ niệm cùng với cha. Kể cả đợt trước lên chỗ nhà em Dũng hai con thì đường vào nhà Dũng thì nó đỡ hơn một chút, mặc dù ô tô không đi được nhưng mà di chuyển thì nó chỉ mất khoảng tầm 1 đến 2 cây số bằng xe máy thôi. Bây giờ vào chỗ nhà nô tủa này thì xa hơn rất là nhiều các bạn. Biết là cha thì tin tưởng và quý mến thông qua các cái công trình của anh em mình đã hỗ trợ cho các hoàn cảnh nhé. Đặc biệt là trong vấn đề làm nhà rồi thì thiết kế, xây dựng những cái công trình cho các hoàn cảnh, cha rất là thích. Không biết là thời gian tới thì có còn duyên hay không, và nói thật về sự nếu mà để mà di chuyển từ dưới Yên Minh để mà lên đây hỗ trợ được cho bà con ấy, phải thật sự là tâm huyết lắm thì mới có thể đi được đấy các bạn. Anh em mình thì cũng còn ở dưới Yên Minh thì nếu mà để đi các bản ấy còn rất là nhiều lắm những cái hoàn cảnh, những cái bà con còn khó khăn thì anh em cũng chỉ muốn là trước tiên thì kênh còn nhỏ thì anh em mình giúp ở cái phạm vi nó nhỏ đã, sau này khi mà kênh phát triển anh em có điều kiện hơn, đấy, có điều kiện hơn thì anh em mình sẽ di chuyển đi xa, đấy, giúp đỡ những cái nơi vùng sâu vùng xa hơn một chút. Trên này thì cũng có khá là nhiều anh em rồi. Đấy, từ đây đi xuống tít dưới thung lũng dưới kia là toàn đường dốc như thế này này các bạn này. Xuống đến thung lũng sau đó lại leo lên trên sườn núi kia. Đường thì toàn đường đá đó. không có một tí đường bê tông nào luôn. Người sắp say rồi. Người đi còn phê nữa. Người nhà họ lên chưa Bình? Em đang gọi bọn anh lên đấy. Bảo đỡ anh chở gà cửa. Vâng. Vì nơi đỡ xuống hết. Sao đâu lầm. Đấy tôi cho là tao biết còn lết vào về. Đông trẻ con đi các bác ơi. Nhờ mấy cháu này đuổi bò với đuổi dê xuống to đấy. Không là không đi được đâu. Come on, come on. Ôi, từ từ, bình tĩnh đừng đuổi nhá. Ôi, mắc dây rồi. Từ từ. Bạn nào nhấc cây kia cho chú ấy. Nhấc cây gỗ ấy. Đúng rồi, cẩn thận. Đúng rồi, cảm ơn. Được rồi, đi tiếp nào. Đừng đuổi, từ từ đừng đuổi nó. Đừng đá nó đau. Con bò này nó không dịch đâu. Từ từ nhá, đi qua đoạn kia đã. À đi nào. Dịch vào, bò dịch vào. Bịt cái bên đấy vào anh. Đây gà thả hết rồi đây chạ. Thả hết gà đây rồi. Chỗ này nuôi thoải mái. Đây, hai con bò nhốt vào đây rồi. Dê thì bên kia. Đang cào chỗ này ra để làm cửa đấy. Ô dê đâu rồi? À dê trong góc kia. Ôi dê tít trong kia. Đấy, dê nó chui trong kia nghỉ rồi. Phải nói là chở được những cái này vào đây nó là một cái kỳ tích các bạn. Ơi. Em lên em cứ giáp khung vào đi. Đấy, phải gọi là một cái kỳ tích các bạn. Cái cánh cửa này nó còn đỡ này. Cái cánh cổng ở trên kia là dính hết phân bò, hết phần dưới này. Và không tránh được cái chuyện trời xước này. Đấy, chở xe ben đi khoảng 10 cây số. Thật sự nếu mà không nhiệt tình thì anh em mình không thể lên được đến đây đâu các bạn. Và mình cũng phải cảm phục là kênh của em Bình. Đấy, gà thì anh em mình chở vào đến đây là 3 lồng gà. Hình như là gia đình là thả hết ra rồi. Đây toàn gà đến tầm đi đẻ này. Thậm chí là hôm nay ở trên xe ô tô nó còn đẻ rơi mất 2 quả. Cái số lượng gà này thì tổng là 25 con, trong đấy là có 3 con gà trống, 4 gà trống, còn lại là 21 gà mái. Đó là 5 gà trống nhưng mà lại thiếu mất thì là thành 21 con gà mái. Nhẽ ra là anh em mình lấy cái cỡ gà nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà hôm qua là cái chị kia chở đến là toàn cái cỡ gà to như thế này. Tất nhiên là gà này thì quá tuyệt vời, quá đảm bảo rồi các bạn. Đấy, và lúc nãy là anh em mình cũng mua thêm cho các bé là cám gà để cho gà nó ăn, nó đỡ bỡ ngỡ với lại cái thức ăn của bà con. Đấy, bà con ở đây là toàn chăn bằng ngô thôi. Tí nữa là cũng phải dặn gia đình luôn là gà này, dê này, đấy, bò này là những cái thứ này là được cha cho để làm giống, làm vốn, không được bán. Đấy. Cửa đây là tí nữa anh em cũng lắp. Đấy, cửa chuồng bò này tí nữa sẽ lắp vào. Đấy, cặp bò này, dê kìa các bác này. Hôm nay là bò là hơi mệt. Phải nói là một cuộc gọi là di chuyển quá mệt luôn. Sáng sớm 5 giờ đã ở trên xe rồi. Đấy, đi cái xe kia nó còn đỡ. Xe kia của các anh thì nó có sàn, có khung sắt để mà chống trơn trượt. Nhưng mà nên cái xe ben là mình nhìn thấy hai chú bò này là mình còn sót cơ. Cặp... Ôi, chưa cào rồi. Không biết đến những cái con vật nuôi này anh em mình mua lần này là có anh em có mát tay để sau này nó nhân theo đàn, theo giống hay không, nhân đàn nhân giống rồi hay không. Nhưng mà những lần trước anh em mình mua cho các hoàn cảnh thì là con bò, con gà, con dê đấy, đều nhân giống nhân đàn rất là tốt. Nhất là cái trường hợp hoàn cảnh đầu tiên mà được anh em mình hỗ trợ kết nối thì có nhà chị Say đấy. Đấy, đến bây giờ là đã xuất bán được một con rồi. Đấy, và cái con mẹ giống thì chị Say là vẫn giữ lại đấy, để làm giống. Hoàn cảnh của chị Say là chị tuyệt vời đấy các bạn. Đây là bé Nô hay bé Tủa đấy nhỉ. Ai, thanh niên ơi, ách ạ. Này, em kẹo không? Nó thả. Chào cha. Nào. Con chào cha. Chết rồi, vào mồm rồi. Con chào cha Vincent Phạm. Đấy, tất cả những cái con vật nuôi này sau này là của hai bé các bạn. Đấy, chỉ là nhờ ông bà trông coi hộ thôi, nuôi hộ thôi. Gà thả ra thì không lo này, có hàng rào em Bình em ấy đã làm hết rồi. Thôi bây giờ anh em mình đi lắp cửa. Đấy. Lắp bộ cửa cổng trước. Cái này tí dọn đi rồi thì mình sẽ lắp sau. Ăn rồi, ăn luôn. Đói mà. Lên đây là vẫn đủ số lượng. Đấy. Không chết con nào. Đấy, bàn giao đầy đủ cho gia đình. Gà màu đỏ chót này đang độ tầm đi đẻ. Đấy. Dê bò cũng vậy. Rất là lúc nãy là xuống nó hơi mệt một tí thôi. Đến bây giờ là nó hồi rồi. Đấy, bây giờ phải được kệ cô Cao. Mình lên lắp cổng đã. Chơi kiểu lắp ghép hình. Mở vuông ra tí nữa. À. Ok. Khai vào nào. Chân vào tí. Ok. Mà mất sâu nữa trời. Đấy, ok, thì nữa khoan đóng cái chốt chân nữa à. Phía này, đục cái chốt chân. Đấy chưa? Chân bò này. Tí phải bảo là nhà lấy nước lên dội không là cọ nó đi. Không hiểu à? Nó chỉ cần đến thế đấy chứ. Cẩn thận đâu. Em lại làm sai rồi, nhẽ ra cái hẻm phải để trong này. Đây, bây giờ như này đúng không? Bây giờ này. Ui giời, quá cứng. Này các bác này, phần bò nó dính này và chảy xước này thì không thể tránh được. Đấy, đây là những cái công việc cha Vincent đã tin tưởng cháu Công, cháu Đức. Anh em cháu thì cũng nhờ những cái sự tin tưởng đấy mới gọi là có những cái động lực để đi. Hôm nay là một cái hành trình khá là xa. Em ơi, chuyển đồ xuống kia, lắp lốt hai kia. Hạng mục của nhà hai bé Nô Tủa thì anh em mình thấy là em Bình này, làm rất là cẩn thận. Hàng rào mà ở đây thì đợt này chắc là cái cặp bò anh em mình mang lên thì không thiếu cỏ ăn này. Một gọi là phải nói là một bãi nhìn từ trên xuống dưới là nương xanh cỏ. Mướt, một nương cỏ luôn. Đến thời điểm hiện tại đã là 12 giờ 20 phút rồi các bạn. Anh em mình sẽ cố gắng lắp lốt cái hai cái cửa dưới chuồng bò nữa là anh em mình lại di chuyển về dưới Yên Minh thôi. Đấy, cái công việc ở trên kênh thì các bác cũng thấy đấy, đợt này đang vào giai đoạn nước rút của nhà cô Chuyến thì cũng đã hòm rồi và đến nhà A Pó anh em mình triển khai cho nó xong cái phần mái tôn đi thì mới yên tâm được. Đấy, triển khai xong mái tôn thì gần như là anh em mình sẽ nhàn hẳn. Đấy, chỉ chờ cho các anh đội thợ của anh Quả, anh Hờ là chát chít đâu ở đấy, anh em mình lại tập kết thêm những vật liệu mới. Vật liệu tiếp theo là nền gạch hoa các thứ. Đấy. Có cổng như thế này là yên tâm rồi. Phải nói là hai bé được cái sự quan tâm của cha rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, khi mà cái công việc của nhà A Pó ổn định, anh em cháu Công, cháu Đức sẽ đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng được rất là nhiều người, các cô giáo ở trong bản thì cũng có nhờ anh em mình rất là nhiều rồi, và thậm chí là cả bà con dân bản nữa. Những cái người nào mà biết đến anh em Công Đức thì cũng đều có những lời nhờ. Thế nhưng mà anh em mình muốn là khi nào cái công việc trên kênh nó bớt đi, nó bớt cấp tập đi, thì anh em mình sẽ đi chia sẻ. Hy vọng là những hoàn cảnh của Hoa Đá Cao Nguyên sẽ có duyên với lại cha nhá. Cảm ơn cha rất nhiều, chúc cha thật nhiều sức khỏe. Cái này sau này bảo mình, bảo gia đình là chèn thêm một cái hàng gạch lên đây. Cửa chuồng bò mà xịn sò thật đấy, chứng tỏ là cha rất là thương gia đình hai cháu bé Nô Tủa nhá. Tủa thì thấy em Bình bảo là đang đi học chưa về. Thích nhỉ, cưỡi tí không? Úi dồi, thanh niên này, úi dồi, nặng lắm. Nặng lắm. Ông của hai bé là đang đi đâu rồi ấy, không có ông ở nhà. Đấy, đây bây giờ sẽ gọi bà xuống để anh em mình có một cái số việc cần gửi lời, cho cha gửi lời đến ông bà của hai bé này. Con gì đây? Con dê đấy, dê của Nô, của Tủa đấy. Dê đấy. Ôi xài, thích không? Hai bé này dễ gần thật đấy. Ôi, xem nhá, xem nhá. Ai, con bò này không lại gần nó được. Không lại gần bò đâu nhá. Bò nó đạp cho đấy, chỉ sờ được con dê này thôi. Đấy. Đấy. À. Này, bắt thêm con vít nữa này. Sống. Nhưng bây giờ cũng chẳng no. Ok rồi, chú xin. Rồi Phìn, em Phìn sẽ là phiên dịch cho bà nội của đây là bé Nô này các bác này. Đấy, hai bé này thì mồ côi. Đấy. Ở đây thì có em Phìn. Chắc là các bác khán giả trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên thì cũng không xa lạ với lại thợ của em Công nữa rồi. Thi thoảng ở trên kênh thì vẫn nhận được những phần quà từ bà Hiền Nguyễn. Đấy, cho anh em lao động. Phìn ơi, Phìn, mở cửa ra đi. Đấy, đợi cho anh quay để dặn dò bà một tí, xong là tí nữa lắp lốt cửa kia. Bây giờ cũng đã là 1 giờ rồi các bạn. Anh em mình sẽ xin chốt video, xong là tắt máy để làm lốt cái công việc. Xin phép chia sẻ cái tin nhắn của cha mà đã gửi cho em Công, em Đức các bác nhé. Đấy, cha có nhắn là: Đức này, con nhớ nói với ông bà nội giúp cho cha là tài sản đó cha cho Tủa để ông bà nội chăm sóc và có kinh tế mà nuôi hai đứa bé, và cũng để cho ông bà nội không phải đi làm xa, làm dãy, làm nương, sống gần với hai bé để trông nom chúng. Sau khi làm nhà xong, mỗi tháng cha sẽ cho thêm tiền để mà sống, để chăm hai em bé này, không phải vất vả nữa. Cha cảm ơn con nhiều lắm, ráng giúp cho cha. Đấy, để ông bà nội hiểu được điều cha nói. Thì cái này thì có để cho Phìn dịch thì cũng không thể dịch được hết đâu. Đại loại là sẽ nhờ Phìn dịch ngắn gọn cho bà thôi nhá. Em nói với bà Po à? Những cái vật nuôi, hôm nay bọn anh mang lên đấy, em bảo bà là tất cả là của cha Vincent Phạm ở bên Mỹ nhá, cho hai bé Nô và bé Tủa. Đấy, để cho ông bà làm kinh tế. Và những cái này là để làm kinh tế nhá, không được bán. Những cái này là cho ông bà nuôi là không phải đi làm nương làm rẫy ở xa nữa. Đấy, có gà nuôi để sau này đẻ trứng là ấp lấy con là có thịt, có thức ăn rồi. Đấy, bò nuôi để sau này sinh sản, dê nuôi cũng vậy nhá. Đấy, dặn là dịch cho bà giúp anh một tí nhá. Đấy, với lại hỏi bà là ông lúc nãy đi đâu à? Dịch đi sang nhà cu hay nhà gì ấy. Em dịch cho bà đi. Bảo là vật nuôi này là của cha Vincent ở bên Mỹ này. Và cho nhu thế là chỉ như là ít tuổi thôi. Ở nhà sau là chị nhóc của là bọn nào chị nào là nhóc thế chờ thôi đó chị phải phụ thế thì phụ cho nhu thế cho chị đi cho thế cho cái này phụ cho bọn này dù cha còn cha chỉ xong một múa cha dù cha này nhưng mà dù mình nhỏ thế là tao mình nhỏ thế thế chỉ cho cái tao thì phải dù tao cái dù thế cha thợ thì này tao xe tao mà tụi tao được bố ấy để mà bố xe là tao này cho xui cho rau nó thế đó, xe còn đây, nhau xe là tôi xe thì sao muốn vào giò đây đây thế đấy, còn chỉ nó chơi thôi, nó chơi chơi thôi, chơi thôi chỉ quá chịu. Dặn ông bà là những cái này là để dành cho để cho bé Tủa nhá, cho bé Tủa để gọi là chăn nuôi lên để cho nó sinh sản đã, không được tự ý bán đâu nhá. Đấy. Đó là không được bán. Không được bán. Tôi cứ làm cái tuổi. Đấy nhờ. Nhà ra cũng cho được. Cha mình không làm mùa. Cha. Dù cha nó quá nữa lo là mình trong bà không được bán đi đâu nhá. Nhà dù cho miệng hơn đâu mà nó quá nó là yêu con nhà kèo quá thì thèm mà chỉ mới xem mà tìm mà. Cho nên mới xong mà. Dùng tại cái chơi này lọt chơi này thấy nó tốt gì thế là chỉ quá chiều. Với lại sau này làm xong nhà thì hàng tháng cha sẽ gọi là hỗ trợ chu cấp tiền để sinh hoạt. Đấy, là không phải lo những cái đấy nữa. Đấy, không phải đi làm lương làm rẫy ở xa làm gì cho nó vất vả nhá. Bảo bà cảm ơn ông cha nhá. Bà bảo gì? Bà nói gì đấy? Đấy, bà đứng đây. Vừa tối nãy lọt sao? Ăn chè một tiền. Không ăn sao? Là chưa tí nào, nó thấy con mà. Bà bảo sao? Cảm ơn. Thế lúc nãy bà nói gì? Bà bảo vẫn thôi ví dụ bảo là không được bán, không được mà không được bán với lại là làm nhà xong thì ông ấy cho tiền sinh hoạt và vâng. Okay. Đấy, truyền đạt hết ý của anh nói rồi đúng không? Vâng. Rồi, ok, và vừa xong là bà cảm ơn đúng không? Vâng. Đấy, vừa xong là bà thì không nói được tiếng phổ thông các bác, bà cũng gửi lời cảm ơn đến anh em. Và thực ra là bà không thể biết được cha ở đâu. Đấy, cũng không thể hiểu được đâu, chỉ thấy là anh em mình mang đến đây thì gọi là cảm ơn anh em mình thôi. Nhưng mà thay mặt cho gia đình, cho ông bà của hai bé Nô Tủa, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cha Vincent và gia đình của cha đã luôn luôn quan tâm đến trẻ em mồ côi ở trên vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Hy vọng rằng là những cái sự giúp đỡ của cha để sau này cho các cháu có một cái tương lai tốt đẹp hơn, cho cuộc sống của các cháu sau này sẽ thay đổi. Cảm ơn cha rất là nhiều và cũng xin chân thành cảm ơn các cô ấy, cô bác, ông bà, anh chị, khán giả đã luôn luôn theo dõi kênh Hoa Đá Cao Nguyên, ủng hộ cho anh em mình. Và hẹn gặp lại tất cả cô bác, anh chị và mọi người ở những video lần sau nhé. Xin chào.